Cô chào các con, hôm nay cô và con trở lại học môn tập làm văn bài ôn tập về tả cây cối trong sách tiếng Việt lớp 5 tập 296. Bài học hôm nay chúng ta có hai bài tập cần giải quyết, đó là bài số 1 và bài số 2. Bây giờ chúng ta sang bài tập thứ nhất. Bài 1, đọc bài văn và trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 96. Các con lật sách giáo khoa trang 96 ra cùng giờ bài với cô. Cây chuối mẹ. Mới ngày nào nó chỉ là một cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời. Hôm nay nó là cây chuối to đỉnh đạt, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngã ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẳm. Chưa được bao lâu, nó đã nhanh chóng thành mẹ. Sát chung quanh nó dăm cây chuối bé xíu mọc lên từ bao giờ. Cổ cây chuối mẹ mập tròn rụt lại, vài chiếc lá ngắn cuộn cỡn lấp ló hiện ra đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngơi lên đến đỉnh ngọn rồi đấy. Cái hoa thập thò hoe hoe đỏ như một mầm lửa non, nó càng ngày càng to thêm, nặng thêm, khiến cây mẹ nghiêng hẳn về một phía. Khi cây mẹ bận đơm hoa kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn. Để làm ra buồng ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chút xuôi sang một phía. Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chài giả cua, hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn, đè dập một hay hai đứa con đứng sát nách nó. Không, cây chuối mẹ khẽ khàng ngã hoa sang cái khoảng trống, không có đứa con nào. Tác giả Phạm Đình Ân. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Em hãy đọc đoạn văn cây chuối mẹ trang 96 và trả lời câu hỏi. A. Cây chuối trong bài văn trên được tả theo trình tự nào? Em còn có thể tả cây cối theo trình tự nào nữa? B. Cây chuối đã được tả theo cảm nhận của giác quan nào? Em còn có thể quan sát cây cối bằng những giác quan nào nữa? C. Tìm các hình ảnh so sánh nhân hóa được tác giả sử dụng để tả cây chuối. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? A. Cây chuối trong bài văn trên được tả theo trình tự nào? Em còn có thể tả cây cối theo trình tự nào nữa? B. Cây chuối đã được tả theo cảm nhận của giác quan nào? Em còn có thể quan sát cây cối bằng những giác quan nào nữa? Bây giờ chúng ta giải quyết hai câu A và B trước. Cô cho các con suy nghĩ 3 phút. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài. Cây chuối trong bài văn được tả theo trình tự nào các con? Theo trình tự từng thời kỳ phát triển của cây, từ cây con sang cây chuối to rồi đến cây chuối mẹ. Em còn có thể tả cây cối theo trình tự nào nữa? Tả từ bao quát đến chi tiết từng bộ phận của cây. Câu B. Cây chuối đã được tác giả tả theo cảm nhận của giác quan nào? Tả theo ấn tượng của thị giác, thấy hình dáng của cây, lá và hoa. Còn có thể quan sát cây cối bằng những giác quan nào nữa? Còn có thể tả bằng xúc giác, thính giác, vị giác, khứu giác. Ví dụ, tả xúc giác thì chúng ta tả độ trơn bóng của cây, còn bằng khứu giác thì chúng ta ngửi mùi thơm của quả chín. Còn vị giác thì vị chát và vị ngọt của quả các con nhé. Cô nhắc lại, cây chuối trong bài được tả theo trình tự.
theo từng thời kỳ phát triển của cây. Từ cây chuối con đến cây chuối to và cuối cùng là cây chuối mẹ. B. Cây chuối trong bài được tả theo cảm nhận của giác quan nào? Theo ấn tượng của thị giác, thấy được hình dáng của cây, lá và hoa. Còn có thể quan sát cây cối bằng giác quan nào nữa? Còn có thể quan sát cây cối bằng xúc giác, thính giác, vị giác, khứu giác. Xúc giác là tả độ trơn bóng của thân, khứu giác là mùi thơm của quả chín. Vị giác là vị chát, vị ngọt của quả, các con nhé. Cô và con vừa giải quyết xong bài tập của câu 1 A, B. Bây giờ chúng ta sang câu C. Tìm các hình ảnh so sánh nhân hóa được tác giả sử dụng để tả cây chuối. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Tìm các hình ảnh so sánh nhân hóa. Ở bài này cô cho các con làm trong 3 phút, các con lấy bút chì và thước gạch trong sách giáo khoa để tìm hình ảnh so sánh và nhân hóa. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài. Hình ảnh so sánh. Câu thứ nhất, tàu lá nhỏ xanh lơ dài như lưỡi mát. Câu thứ hai, các tàu lá ngã ra như những cái quạt lớn. Câu thứ ba, cái hoa thập thò hoe đỏ như một mầm lửa non. Ở ba câu này, hình ảnh so sánh. Từ ngữ chỉ sự so sánh là từ như, các con nhé. Còn hình ảnh nhân hóa. Câu thứ nhất, nó đã là cây chuối to đỉnh đạt. Câu thứ hai, chưa được bao lâu nó đã nhanh chóng thành mẹ. Câu thứ ba, cổ cây chuối mẹ mập tròn ruột lại. Câu thứ tư, vài chiếc lá ... đánh động cho mọi người biết ... Câu tiếp theo, các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn. Câu tiếp theo, khi cây mẹ bận đơm hoa ... Câu tiếp theo, lẽ nào nó đành để mặc ... đè dập một hay hai đứa con đứng sát nách nó. Câu cuối cùng là cây chuối mẹ khẽ khàng ngã hoa ... Hình ảnh so sánh chỉ về các con phẩm chất. Của người là từ đỉnh đạt thành mẹ, hơn hớn, bận và khẽ khàng. Còn từ chỉ hoạt động của người là đánh động cho ngừa mọi người biết, đành để mặc. Còn từ ngữ chỉ bộ phận của người, đó là từ cổ và từ nách, các con nhé. Cô nhắc lại, tìm các hình ảnh so sánh được tác giả sử dụng để tả cây chuối là tàu lá nhỏ xanh lơ dài như lưỡi mát, các tàu lá ngã ra ... như những cái quạt lớn, cái hoa thập thò hoe đỏ như một mầm lửa non. Từ ngữ chỉ sự so sánh là từ như trong ba câu này, các con nhé. Còn những từ ngữ được tác giả nhân hóa, đó là những từ ngữ nào? Chỉ về đặc điểm phẩm chất của người, từ đỉnh đạt thành mẹ, hơn hớn, bận và khẽ khàng. Từ chỉ hoạt động của người là đánh động cho mọi người biết, đưa, đành, để, mặc. Từ chỉ những bộ phận đặc trưng của người, đó là từ cổ và từ nách. Cô có bức tranh cây chuối, các con quan sát. Còn các con nhìn coi đây là bức tranh gì các con? Đây là hoa chuối các con nhé. Còn đây là buồn chuối. Còn đây là gì con? Quả chuối.
Cô nhắc lại trình tự tả cây cối. Tả từng bộ phận của cây hoặc từng thời kỳ phát triển của cây. Có thể tả bao quát rồi tả chi tiết. Các giác quan được sử dụng khi quan sát để chúng ta tả. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Còn biện pháp tu từ được sử dụng đó là so sánh và nhân hóa. Cấu tạo của một bài văn tả cây cối là: một, mở bài giới thiệu bao quát về cây sẽ tả. Hai, thân bài tả từng bộ phận của cây hoặc từng thời kỳ phát triển của cây. Ba, kết bài nêu ích lợi của cây, tình cảm của người tả về cây. Cô và con vừa quan sát và làm xong bài tập số 1. Bây giờ chúng ta sang bài tập số 2. Viết một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây: lá, hoa, quả, rễ hoặc thân. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Viết một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây: lá hoặc hoa, quả, rễ hoặc thân. Để giúp cho con giải quyết được bài này cũng như viết được một đoạn văn ngắn tả một bộ phận nào đó của cây, cô sẽ cung cấp cho con một số đoạn văn. Các con chú ý lắng nghe nhé. Đây là viết đoạn văn tả rễ của cây bàng. Đoạn văn này có 4 câu. Câu thứ nhất: rễ cây bàng mọc thành chùm đâm sâu xuống như những bàn tay bám chặt vào lòng đất. Câu thứ hai: những chùm rễ con vươn ra rất xa, len lỏi trong lòng đất để tìm kiếm nguồn nước và các chất dinh dưỡng để nuôi cây. Câu thứ ba: có những cái rễ lâu năm to bằng cánh tay của em bé rồi hẳn lên mặt đất tạo thành những hình thù kỳ quái. Câu thứ tư: rễ cây không chỉ đi tìm chất dinh dưỡng nuôi cây mà còn là một bộ phận giữ cho cây có thể đứng thẳng tắp mà không nghiêng ngả mỗi khi trời nổi cơn mưa to gió lớn. Đây là đoạn văn tả rễ của cây bàng. Bây giờ các con quan sát tiếp đoạn văn thứ hai. Đoạn văn này tả thân của cây hoa hồng. Cũng có 4 câu các con nhé. Câu thứ nhất: thân hoa hồng vàng cũng giống như những bông hoa hồng khác. Câu thứ hai: nó có một thân nhỏ chỉ to bằng chiếc đũa, có màu xanh, vô cùng cứng cáp, như lâu đài cao xa của nàng công chúa tóc mây đỡ lấy bông hoa xinh đẹp. Câu thứ ba: trên thân là những chiếc gai nhỏ sờ vào hơi răm ráp. Câu thứ tư: xuất hiện trên đó là vài chiếc gai nhọn giống như những anh chàng dũng sĩ đang bảo vệ các công chúa hoa hồng vàng của mình. Đây là đoạn văn tả thân hoa hồng. Bây giờ các con quan sát tiếp đoạn văn thứ ba. Đây là đoạn văn tả lá xoài. Có 8 câu các con nhé. Qua tháng giêng, cành lá xoài trở nên rườm rà xanh mướt. Câu thứ hai: lá xoài cũng khá đặc biệt, thon dài, một mặt nhẵn bóng, còn mặt kia mờ mờ như phủ phấn. Câu thứ ba: gân lá xoài đối xứng nhau, nổi đều ra hai bên của lá. Câu thứ tư: gân lá có màu xanh rêu, chúng không xanh mướt như phiến lá. Câu thứ năm: vò nhẹ lá xoài, em ngửi thấy mùi xoài chua chua, mang mát như mùi quả xoài xanh non. Câu thứ sáu: lá xoài rụng xuống gốc vào tháng 11, tháng chạp âm lịch, rồi qua tháng giêng xoài ra hoa trắng cành. Câu thứ bảy: trong vòm lá xanh mướt, hoa xoài dọn mình đón quả.
Câu thứ 8. Tháng 5, tháng 6, nhìn lên cành, em thấy quả xoài lớn lên, to trái lúc liễu, chen nhau trong vòm lá xanh biếc. Đây là đoạn văn tả lá xoài. Bây giờ cô có đoạn tiếp theo. Đoạn văn này tả hoa bưởi. Có 5 câu. Câu thứ nhất, hoa bưởi rất đẹp. Câu thứ hai, chúng mọc ra từng chùm nhìn trông thật thích. Câu thứ ba, những cánh hoa úp vào nhau như làm duyên e thẹn. Câu thứ tư, hoa màu trắng thật tinh khiết, trong trắng như một thiếu nữ tuổi trăng rằm. Câu thứ năm, hương bụi thơm làm ngất gây lòng người. Đây là đoạn văn tả hoa bưởi. Các con quan sát tiếp đoạn văn tiếp theo. Đây là đoạn văn tả quả đào. Có 6 câu. Câu thứ nhất, những quả đào vừa chín trên cây đào nhà bác Lê trông thật thích mắt. 2. Quả bầu bỉnh to bằng nắm tay đứa trẻ. Câu thứ 3, vỏ hồng thẫm pha lẫn sắc vàng. Câu thứ 4, một lớp lông tơ mịn màng phủ trên bề mặt. Câu thứ 5, khi cắn vào mới biết cùi đào rất dày, mọng nước, ngọt liệm và thơm, một vị thơm ngát rất đặc biệt. Câu thứ 6, em vốn không thích ăn đào vì cho rằng đó chỉ là thứ quả đẹp mã, giờ mới hiểu đào ngon biết chừng nào. Đây là đoạn văn tả quả đào. Bây giờ các con quan sát tiếp cho cô đoạn văn tả quả cam. Có 5 câu. Cây cam nhà em sai chịu quả. Câu thứ 2, đầu tiên những quả cam chỉ bằng ngón tay út khẽ lộ ra bên những cánh hoa màu trắng, ít hôm sau đã to bằng hòn bi ve. Câu thứ 3, quả cam lớn nhanh như thổi, khi quả còn nhỏ vỏ khoác trên mình một màu xanh thẫm. Câu thứ 4, nhưng sau đó chiếc áo ấy lại mỏng dần, rồi từ từ chuyển sang màu xanh nhạt, rồi đến màu vàng tươi. Câu thứ 5, chẳng bao lâu cây cam đã chi chít những quả vàng óng, da căng mọng như những chiếc đèn lồng nhỏ lơ lửng thấp trong vòm lá. Cô vừa cung cấp cho các con một số đoạn văn tả rễ, thân, lá, hoa và quả. Bây giờ cô có một số bức tranh các con quan sát. Các con thấy bức tranh này là cái gì không? Đó là cái gì các con thấy quen thuộc không? Đó là cây phượng các con nhé. Còn đây là cái gì? Cái hoa gì các con? Hoa đào. Còn hoa gì? Hoa sen. Đây là quả gì các con? Quả bưởi. Quả gì? Quả đu đủ. Và cuối cùng đây là quả gì các con? Quả mận các con ha. Quả gì đây các con? Quả vải. Đây là một số cái cây che bóng mát. Cô nhắc lại, trong bài văn miêu tả cây cối, ta có thể tả trình tự nào? Tả từng bộ phận của cây hoặc từng thời kỳ phát triển của cây, có thể tả bao quát rồi đến tả chi tiết các con nhé. Khi quan sát cây cối, ta có thể sử dụng các giác quan nào? Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Cấu tạo của một bài văn tả cây cối. Mở bài giới thiệu bao quát về cây sẽ tả.
thân bài tả từng bộ phận của cây hoặc từng thời kỳ phát triển của cây. Kết bài nếu ích lợi của cây, tình cảm của người tả về cây. Cô dặn dò về nhà. Thứ nhất, về nhà các em xem viết lại một đoạn văn tả một bộ phận của cây vào vở. Vừa rồi cô đã cung cấp cho con một số đoạn văn rồi, cô mong rằng các con sẽ viết được đoạn văn nào mà các con thích, có thể tả rễ hoặc thân hoặc lá hoặc hoa hoặc quả cũng được. Hai, chuẩn bị cho tiết kiểm tra viết về tả cây cối các con nhé. Bài học hôm nay chúng ta đến đây là hết. Chúc các con chăm ngoan học giỏi. Hẹn các con ở tiết học sau. Chào tạm biệt các con.